Chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Chào cô chú, chào anh em luôn. Thì mấy cháu mình đang có mặt tại khu vực của Thanh Nhung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì bữa nay mấy cháu mình ghé đây là một là đi bắt rắn, hai là đi đi hái mấy cái bông đu đủ đực nè cô chú anh chị. Cái bông đu đủ này nè, nhưng mà cái này cái trái, cái này cái đất nè, hái cho người ta bị bệnh. Mà vô đây cây này nó hết bông luôn rồi. Cái nhỏ bông nó chết không nè con chú anh chị, nay rụng ráo rồi trời, nhà rụng hết rồi. Có ông anh ở chợ gạo á, thì cần bông đủ đực. Mấy đứa cháu mình xuống đây, ở đây có 3 cây nhưng mà bây giờ 2 cây này nó già hết rồi, phía ngoài kia kìa, ngoài đám ngoài kia kìa, không biết còn không nữa. Để mấy cháu mình hái này, đi kiếm rắn đào của chú anh chị. Quá cao, cây này quá cao, già hết rồi. Sao chú Bảy, sao chú Bảy cầm được? Này này chú mua phanh mịch bỏ luôn. Cái này trị bệnh gì tùm lum của chú anh chị. Đúng được, đúng không chú bà ơi? Cái này nó già rồi, cái này nó hết luôn rồi. Cái này lúc trước xuống bông dữ lắm, giờ nó già lão luôn rồi. Ba kèo con miếng à, buồn thì chứ. Làm kia có cây miếng nào nữa không? Làm kia giờ mình đi. Bây giờ mình đi đào rắn đi. Hy vọng xuống đây sẽ có rắn nha cô chú anh chị. Cũng mình cũng nói cho cô chị em biết, cô chú anh chị. Tại vì hồi chưa Tết á, mình cũng có quay clip 2 clip vậy, nhưng mà mình không có thời gian mình up. Chắc mình quay cái clip này xong này mình up bên kênh của hai cái clip đó, mình up bên kênh của Home Team Casting quá. Tại vì hai cái clip đó mình quay hồi ra riêng á, lại Tết rồi. Quay hồi chưa Tết chứ. Lại không có thời gian, này Tết tới không có thời gian là mình up luôn. Vẫn còn hai cái clip đó luôn. Để mình quay cái clip này xong rồi mình về mình up hai cái clip kia bên kênh Home Team Casting. Cô chú anh chị thông cảm nha. Tại vì Tết nhất là không có thời gian mà đi tùm lum tùm la. Chừng rút đầu vô. Khu dưới đây làm lúa ngộ. Một chỗ thì xạ mới lên có cỡ gan tay, hơn gan tay xíu, còn chỗ thì trổ đó, ngậm sữa hết. Hồng hành. Mới về hết cái cô anh. Thôi chút xíu. Mới về à, để cái cô anh. Trời, con rắn thôi. Rồi, đây. Nè cô chú anh chị, nhìn nó một lần đi. À, mình phóng xanh nghe cô chú anh chị. Bay đi mày. Ẩm. Cái đó. Thấy cái cô anh cũng mừng. Khui ra không anh chút nắng. Buồn không? Thả con tép bắt con tôm đó chú Mười.
giữa đồng luôn. Chúng mình là luộng lúa, có cù gò giữa luộng như này cô chú anh chị. Mùa đang đào cái hang giấu ngon dữ lắm, chút xíu mình xuống quay giấu cho cô chú anh chị xem. Đẹp lắm, ở đây ngắt nữa nè. Ừ. Bông lắm rồi chú anh chị. Hai ngắt rồi không? Bóng ghê luôn nè. Lắm. Nó nằm đây chứ đâu. Giữa gò mà hang có dấu như vậy, nó nằm đây chứ nằm đâu giờ. Nãy đi ngang cái nhà đó, ông chung cái cổ ông nói con em nó cái da rắn lọt trong nhà. Để cháu anh đào cái hang này xong đi vô tổng coi cái da rắn gì. Trong đây còn bằng trứng. Thấy gò thấy muốn bệnh tới. Vòng vòng với gò ở đây có cái hang nè. Qua wow, là cái hang của chú anh chị. Vô khoảng 1m, 2m, 3m. Xuống 1m, không tới 1m. Hang khủng cái hang thiệt chứ. Ê, sắp luôn mày ơi. Lấy cúp nha cô chú anh chị. Đâu 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 đâu, bữa nay lấy lại nha cô chú. Khui con rắc ông chú ơi. Trời. Đâu. Mày sao bưởi. Nó còn quịt luôn. Nằm ngang bên luôn ạ. À, cái móc đâu vậy? Đây. Đó, cô chú anh chị thấy không? Lắm lắm rồi chút xíu nữa mới được. Lầm chú ơi. Khúc nữa mới được. Trời ơi, gỡ lại hôm qua cô chú ơi, gỡ lại bộ xương khô hôm qua. Được cô hấu sáp. Ôi. Hai con luôn. Cái gì? Rồi hai con luôn. Hai con rồi. Vô mảnh, vô lúc. Hai con lận. À, đây. Ơi nó lột. Con sắp lột á. Ôi ơi. Không nín thở luôn. Nè. Không có đưa cái máy vô được chú mười ơi. Móc ra. Nè.
nó chưa rộng, nó chưa hai con luôn, một cặp luôn cô chú anh chị thấy không, cái đuôi đó một con lột một con không lột, lấm lấm phải đưa móc này móc đi. Ôi rồi gì vậy cha, rồi ăn hàng rộng lắm á, chú mười thôi ngay một bên đó là rồi. Con này giữ ớn rồi trời, bụng bên rộng mà. Con này lọt luôn nè, con đó lọt ra. Con kia lại luôn, con kia lại luôn, con kia luôn. Né đi, né đi, né đi. Phóng lên trên đi. Dữ vậy. Giữ dữ vậy. Mà nó giữ nó một rành luôn. Rồi. Kè khù gì ghê vậy. Sao bắt á? Đưa dao đi chú mời, đưa con dao đây. Từ từ nó chui vô bắt. Không, chuyền con dao đây con đè đầu. Kéo xa ra rồi đây mới bắt được cái con kia, nó dữ quá dữ. Trời ơi, nó sạch nọc. Rồi buông. Xịt nọc kia vậy. Ôi ơi. Xịt ướt đất luôn. Lụm con kia luôn chú bạn ơi. Nghe em đất. Wow. Cho móc cái chuyện cho bạn. Gỡ nợ là hôm qua được một cặp nha cô chú anh chị. Con này có quay không vậy? Ừ có. Con này ký khỏe luôn. Rồi con này lột mấy ngày luôn. Con này lột. Con chừng nó ra lẹ luôn, con này nó dữ lắm chú bạn, nãy nó táp chứ ghê chú bạn. Con này nó giữ ớn. Con này lột là cái men tấn đổ con kia vậy trời. Kéo lại ra đi bạn. Kéo lại ra hoài cho xa xa cái mình đó. Con nó tới lột luôn. Ừ. Đó. Bắt đây, bắt luôn đi chú bạn. Cái này. Con này tới lột luôn nè. Hai con nào nó giữ đóng hoài. Lột nó luôn. Chù mảnh rồi, rồi đang quay nắng quá, quay từ nãy giờ nắng quá tắt máy của chú anh chị. Chú mười cầm con kìa, đó cầm con à, để con lọt cho đó, hai cái muốn xỉu với nó luôn. Con này lọt tới luôn, để con cầm thẳng lên. Lọc ra cho em về đẹp đẽ rồi. Cái hàng muốn khủng với nó. Cặp rắn này hỏi hàng ghê ha. Ừ. Hai ba cái ông binh về đó. Đâu, đào hàng làm như đào, đào có núi. Chị từ từ từ, chú bảy lẻ vậy. Con rắn lọc da là lọc ngược vậy nè, cô chú anh chị. Lột ra phải đi theo kiếm theo cái đuôi đó, làm cái mới đúng. Gấp từ lưa luôn. Lắp rồi. Chú em. Ừ. Con này bắt không được nữa, nhà mai ai mà đi ruộng rồi. Trời, té cứt luôn. Té cứt luôn. Đó. Té cứt té đái luôn nè, nguyên cái da nè, thấy chưa, em đẹp như tiên luôn. Chú mười cầm con nữa coi. Hai con một cặp thêm một cái da thôi, để mình lấy cái túi bỏ vô mới được. Đang quay quay vừa bắt là cái máy mình nó nóng quá tắt luôn. Đang hay được con miếng bông đủ đực của chú anh chị. Ra không xài bên em thấy mấy cái đủ đực không tầm không có tái ngay quá đúng hết. Thôi vô đi. Đâu biết công dụng gì. Mạnh đâu bãi. Ở đây nè, con mình. Một con. Nắng đạo cái muốn nháo. Hai con.
Hai con này chắc tầm khoảng 1,8 kg. Tôi năm mới đón đây đúng không? Cái túi này, cái túi đen này đi từ năm rồi tới hôm nay chỉ có chung mấy cháu mình luôn. Cái túi đen là của anh Phi, là có một điếu tặng 1,8 kg đúng luôn. Mà từ 15 còn 1,7 kg. Ghê chưa chú ấy? Lâu phải đón trúng xe xích 100 g nha nè cô chú anh chị. Rồi, vậy là cái gò như vậy. Mà hang có dấu mà mấy cháu mình bắt không được con rắn này là tức mình dữ lắm. À, không ngờ một cặp luôn. Rồi bây giờ để mấy cháu mình lắp lại. Lắp lại. Lắp lại bắt đầu đi vô cái nhà trong đó nha cô chú anh chị. Cái nhà trong đó hồi nãy ông chú ông cắt cỏ ông nó có mấy cái da lắng lột tổng mà không biết da lắng gì. Để mấy cháu mình lắp lại bắt đầu đi vô tổng ơi. Nhà nằm đâu? Không lẽ nằm hoài. Chắc nằm hoài nè. Chú Bảy vô trong đây chưa chú Bảy? Ai biết mới rồi hồi Tết nè. Tết mà. Rồi chắc lụm mẹ vậy rồi. Lụm ơi. Lụm ơi. Có lột lột cặp mé hoài đi chứ đâu. Lụm rồi. Ông nó lột trong nhà luôn hả? Ừ, trong nhà nè em ơi. Lột mé nào đây? Ở ngoài có không? Chắc nằm ngoài đây quá. Ủa ông đóng độc không? Nghe ổ điện mà. Vô cái nhà quan này nó cái da mà quan thấy đó cái da gì này chín chưa rồi không có không biết cái da gì luôn. Giờ mấy cháu mình chắc cũng rút luôn. Được rồi, 11 giờ này bây giờ mình xin phép kết thúc clip này đây. Thì xuống khu này mấy cháu mình gỡ nợ lại được cái clip đầu tiên đi đi hôm qua được cặp nha cô chú anh chị. Rồi, rồi kết thúc chú 70 ơi. Ôi, chào cô chú, chào anh em luôn. Rồi, chào anh em luôn. Rồi, chào tất cả cô chú anh chị luôn nha. Hẹn cô chú anh chị clip sau.